Cái gì rắn gì? Ui ôi mẹ mày, chắc nó thế này rồi mày bò thế à? Ôi trời ơi, đây. Ôi. Có cái xác đây nhỉ? Đây này. Ui giời ơi, mẹ con này nó to lắm chứ. Ừ. Đây là ui giời ơi này. Con này nó có vừa tôi chui vào lỗ này em ơi. Đây rồi. Chui lỗ này. Hả? Chui vào đây rồi. Đào luôn. Ôi trời ơi. Tới. Đâu? Ui đây chưa? Ui giời ơi, đây rồi. Ui giời ơi. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Chào mọi người nhá. Mấy anh em mình đã đi săn tiếp. Chào cả mọi người nhá. Ba anh em mình mọi người ạ. Cỏ xăng. Mình lấy dọn một xuống. Cái gì rắn gì? Ui giời mẹ mày, chắc nó tí này rồi mày bò thế à? Ui giời ơi, đây. Ui giời ơi, có cái xác đây nhỉ? Đây này. Ui giời mẹ con này nó to lắm chứ. Ừ. Đây là ui giời này. Con này nó có vừa tôi chui vào lỗ này em ơi. Nó chui lỗ này. Hả? Chui vào đây rồi. Đào luôn. Cây nó lột từ qua tỏ này. Đào luôn. Chắc khả năng cũng là con chuột này rồi. Khô chứ. Nhưng mà nắng này nó khô nhanh như nhỉ. Mẹ mày, nó đã lột tầm nay rồi thì bây giờ bắt thì còn to nữa. Ôi không nhỉ. Đâu à? Mày vừa quăng cái gì đâu à? Đuổi đó, ném cả đồ đi à? Nó vào đây đối gì? Nó chui đây rồi gì à, Hà Tuyến? Không có thấy lỗ nào ấy không? Ui lỗ này sâu lắm. Đã nhìn gì ở túi đen. Ôi đất ơi, đất ơi. Đâu? Ui đây chưa? Ui dồi, tuyên đây rồi. Ui dồi. Ui dồi. Nhìn gì? Ui này, mọi người xem này. Ui này. Ui nó cuộn này. Ui nó cuộn này. Đấy, mọi người xem nó lật người này. Nó đang vào này. Ui dồi, đào đi, ngon rồi. Ừ, ngon rồi. Đào đi. Ngon rồi. Ngon rồi. Trời ơi, mẹ. To thôi rồi. Hai. Wow. Cái con đấy rụt nhỉ. Đâu cắm đi đâu. Đâu cắm đâu.
biết được đâu. Ổ mẹ nó rồi. Ổ rồi, ơi mọi người chờ nó cửa. Nó dài vòng ở đây à? Nó vòng ở đây. Đâu hay là đuôi đây đấy? Đấy nó vòng đấy ở đấy đấy. Ừ. Nó vòng ở đấy. Đuôi đấy nhỉ? Đấy. Nó vòng đấy đấy. À đâu 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 đâu. Đào đào tung chỗ này ra. Kể con này đen chỉ luôn. Ôi trời ơi. Nó đang giúp được. Nó giúp ấy. Hả? Nó lỗ nó sang đây, nó xuyên sang đây này. Phải lỗ đấy không? Xuyên sang đấy luôn á. Đấy ngon. Đào đi. Nửa nửa đấy không phải đất đôi ra rồi. Đấy đấy đấy. Đấy xẻng sắc lắm. Xẻng cực sắc luôn á. Ôi trời ơi. Đấy đầu cái đuôi nhỉ. Đầu đâu? Đây đây. Ôi trời ơi. Cái đầu. Ôi cái đuôi. Nó nằm gặp à? Ê, chơi tung cái này ra đi. Tung ra. Con cái chiếc này không phải. Chơi đánh tung ra đi. Đánh tung ra. Ui. Ui. Có cả lỗ bên này nữa. Cái này mới mẹ tung mà. Nhiều lỗ nhỉ. Hang ổ à? Hang ổ à? Thần nó còn sót lỗ là còn sót nhiều con đấy. Này chưa chắc nó một con thôi. Đấy, đào đào moi nó xuống đi. Cái xẻng đào rất là thích, rất là sắc. Nhưng mà xảy ra cái là đất đôi rắn luôn. Chỗ này rất là nhiều lỗ mà. Rất là nhiều lỗ, chỗ này rất là khá vậy. Rất là lý tưởng. Đó, đổ đổ xuống đây. Ngọt nhá. Đào ngọt nhá, cẩn thận. Đất đôi á. Ui giời ơi là lên rồi. Ui sướng ơi. Hả? Hai con nhớ phải một con. Đây đây, thân nó đây. Hay nó cuộn một vòng đây. Con đấy là dài. Ui ui. Nó cuộn một vòng. Đúng rồi, không phải. Ui. Con này cũng là. Ui ui là con này. Ui ui. Đâu con này mọi người ạ. Ui ui. À, tuyệt vời, tuyệt vời. À. Ấy, ok. Ui ui ui. Ui ui ui. Ui ui ui. Cuộn này. Ui ui ui. Cuộn này. Ui ui ui. À, mọi người xem này. À, đây là một thân khác này. Con này, con này đâu? Thôi cứ bắt, bắt con đấy, con đấy dễ bắt, bắt trước đi. Quay cho mọi người xem. Con đấy dễ bắt, bắt trước. Thôi, ra đây em. Ui, ra đây. Ui, kìa. Bắt. Ngon. Ngon rồi. Ui, trời ơi. Ui, dài nhỉ. Đây là một đôi rồi. Một đôi. Dài thế nhỉ? Dài quá. Cho. Bây giờ cho con đấy vào túi đi, xử lý con kia đi. Kìa, ui dồi ôi, nó bay nhỉ? Cho túi để xử lý kia đi. Kìa. Nó vào à? Sát người vào. Úi. À, trông kinh chưa? Trông kinh chưa? Sát người vào. Ghê chưa? Chưa? Long quăng. Cho túi đi. Mày nước ai? Cá mồm luôn. Đấy, buộc vào đi, xong xử lý nốt con này đi. Chú Khương chúc sướng nhá. Ngọt nịm luôn. Nó rút ra đấy, nó rút ra. Cứ nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Dễ đạp nhỉ. Tự thường sắc. Đấy. Đâu gặp thịt dưỡng nó nhiều đó cô. Tiếp dưới này ra rồi, nó ra đấy. Đang đùi kìa.
Đang nuôi kìa. Ui. Đấy, đầu đấy. Trời ơi. Con này nó dài nhá. Ui giời. Ui. Vừa sao? Bảy. Ui giời. Ra. Ra. Ui giời. Ra. Đi xem nào. Ra nó đuổi chưa này. Nó đuổi chưa này. Ra. Kìa. Đuổi luôn. Đuổi, nó đuổi à? Nó đuổi kìa. Nó đuổi đấy. Kìa. Bây giờ phải lừa chỗ đầu nó quay chỗ khác, xong nó túm được chứ. Mẹ con này kinh thật đấy. Nó nhìn người luôn này. Đấy. Cái động rất là khủng. Người xem bảnh con này. Người xem bảnh này. Đấy, người thấy không? Hả? Ui, ui, nó đuổi luôn. Xe đấy, xe. Xe mày thôi. Xe mày. Mức độ nào? Để đuổi tuyên đi nó. Ui. 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 Xử lý đi. Túm mẹ đầu đi. Mấy cái thằng mẹ mày non quăng này là phải trúng đầu bắt ngay. Đấy chưa? Đấy. À. Rồi. Đấy. Ừ. 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 Mọi người. Ừ. Ừ. Thằng nanh nó kinh nhờ. Đây, cho nó đốt. Cho, ra nọc mà. À. À, đấy. Mọi người xem này, nanh nó này. Nó cắn xem có sò nó. À. Ui, 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 ui. À. Ui, ui. À. Nó bập vào đấy. Bập đấy, nó bập phập vào đấy. Xoay một vòng cho nó trong cái vết thương. Ui, ui, này. Đây phun nọc rồi người. Người bớt ướt nó phía vào vào ừ, cái móc cái nhanh của nó này. Này mọi người xem nhanh nó to đấy. Này mà là ui thấy chưa kiểu... nó phun nó mầm ra này ướt hết luôn này mọi người. Kinh nhỉ. Thôi cho túi nọc con vàng ươm to thôi à to sướng nhỉ. Ấy. Rồi, tuyệt vời. Hai em. Lũ này mà không còn. Ôi. Ôi. Hả? Một con. Cái gì? Thỏ cái đầu kia, thấy không? Ui, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui, cất tường cái biến gì? Ui. Chán nó đi. Đang. Ui, cất tường là cái viên gì cơ? Ui giời ơi mẹ. Cái đầu. Đâu đâu để anh cho. Đây. Đâu đâu đâu, đấy, đầu đó. Con. Con. Đâu đây cái đầu đấy đấy. Đâu. Bánh rộng ấy chỗ kia đó. Đấy, bánh rộng. Quá đẹp kìa. Đẹp đụt luôn. Con rồi, tuyệt vời rồi. Đấy chưa? Tít ở dưới mà. Cái cầu này. Đấy, cái cầu. Ui. Đầu chưa? Đầu này. Ui ui. To đuôi ra đâu. Ui. Mẹ này đầu to nhỉ. Kiến kiến kiến. Kiến 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 kiến. Đầu to thế nhỉ. Ngon rồi. Này con lộc mọi người. Nộp ba anh em thì hết điện ba em. Còn chưa biết được bên trong có mấy người. Đấy chưa? Tạm thời lỗ nè. Như là tít dưới sao? Đúng không? Tít dưới dưới ra. Ấy, ui ui này. À. Ui, nó sâu luôn. Ấy, ui, nó có to thế nhỉ? Bỏ ra chưa? Mở rộng rộng ra con lỗ nào nó mình nghĩ không mất lỗ được nhỉ.
con này nằm ở dưới rất là sâu. Đấy, ngay đấy. Ấy, ui ơi, ấy, ấy, ui ui đầu. Đầu 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 á. Lấy nó. Nó bành luôn này. Thấy chưa? Ui giời ơi. Nó thò với cái đầu lên. Thò mũi đầu ra. Ui mà nó đạp kìa. Ui lưỡi nó kìa. Trời ơi. Ui mồm rồi. Thò mất cái đầu lên. Đấy nhỉ? Mổ luôn. Mổ luôn. Mổ luôn. Ui giời. Sớm mòi lên đó. Sớm mòi lên. Mà thận trôi tay đấy. Ui giời ơi. Bắt đầu nó bành nó kinh này. Tao nó có giật 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 đấy. À, nhanh nhũ à. Đấy, đấy, đấy. Ra đấy. Em ơi. Nó đợt rồi, ra ra đấy, ra đấy, ra đấy. Ra đấy, ra đâu ra. Ra đấy, ra đấy. Để yên, để yên. Để đấy, cho tự ra đi. Đấy. Cho tự ra đi. Ờ. Ra đi này. Đào 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 nữa anh chưa? Kẹp. Cái đầu nó kinh. Nó cuộn như trong nó kẹp. Hay là cúi đầu lôi lên. Cái này nó ra giải này sợ mình đào trượt tay cái là nó đớp ngay ấy. Ừ. Đang phải cúi đầu đi. Đào nữa. Thôi được. Cúi đầu theo không nôi đâu. Cúi đầu lôi ra. Đè đi. Đè cúi đầu đi. Tại vì nó ra rất là dài mọi người ạ. Nếu mà anh em mình mà chẳng may mà đào xuống cái mà nó bị gọi là nó trượt tay ấy, rơi xuống thì cái con rắn này nó phản xạ rất là nhanh. Anh em mình quyết định là xuống đầu. Bắt đầu đi. Lôi lên. Được rồi. Được rồi. Rắn là vào lên. Được rồi. Ừ, khá rồi. Ra đi, ra đi ông. Ra đi, ra đi. Nó một tăng nhá, rất là cố chịu. Thế là sao, từ từ. Nó gập. Ra đây rồi. Này, được cái tay xuống nhờ. Cẩn thận. Ấy lại, chỉnh lại tay đi. Chỉnh lại tay. Cho túi, lấy túi. Lấy túi đây. Nó đang xoay tay, đoạn tựa tay mà lên lanh nhá. Thì lấy túi luôn đi. Túi đây để em lấy vào. Ủa, bên trong xuống còn bóng lừ kìa. Bóng lừ, cứ cho nó vào đã xong mình kiểm tra tiếp. Cái này rất là nguy hiểm. Mà thôi, bây giờ video anh em mình cũng dài rồi nên anh em mình tạm thời kết thúc video ở đây mọi người ạ. Đấy, còn nếu mà thấy con hàng thì mình sẽ quay mọi người xem nhé. Mọi người xem video đừng quên like, đăng ký kênh Tuyên 88 mọi người nhá. Xin chào cả người nhá. Xin chào cả người nhá. Nào không có. Đấy, sâu, đưa đây nào.